cần mình. Thôi ngồi lên đây, ngồi lên đây, ngồi xuống đây, ngồi im đi, ngoan đi, ngoan đi. À, hôm nay bố sẽ cạo cả lông bớt cho KaKa nha, lông hơi dài rồi, dài như là nóng á, để mặc thêm quần áo vô là nóng lắm nha. Bây giờ là đang là mùa hè, tiết nhiệt độ ở Việt Nam bây giờ hiện tại khoảng 50 ngoài trời 50 độ C. À, này bố vừa mới đặt cái bộ này, KaKa ngồi nằm đến đây, bố cạo nào, nằm đây đây. Nằm im đi, nằm im đi, đó, đó, mát, im đi, im bằng, im bằng cắt nè. Nằm im. Rồi, ngồi im, im, rồi.